Kính chào quý khán giả của FPT Play. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với vòng play-in của NBA 2023. Và đây sẽ là cuộc đối đầu giữa OKC Thunder với New Orleans Pelicans. Cầu thủ gốc Việt thì có tên là Jalen Williams. Và có điểm cho Lu Dort rồi. Chúng ta tạm gác lại về cái tên của bộ đôi JJ của bên phía OKC. Mà nói về Lu Dort cũng là một trong những cầu thủ có một tốc độ cũng như là sức mạnh rất vượt trội. Anh cũng là một cầu thủ được đánh giá rất cao ở mặt trận phòng ngự. Lệch sang bên phải quá nhiều, sai cứu sự Alexander. Điểm số dành cho sai cứu sự Alexander. Và OKC Thunder đã khiến cho huấn luyện viên Willie Green đến từ New Orleans Pelicans buộc phải xin lỗi ý với chuỗi chạy 10-0. Vâng, hãy cùng xem lại tình huống này. SGA quá tự tin. Đến việc mà Jonathan Van Den Zandt đã đang thi đấu tương đối hiệu quả thì hỗ trợ những đồng người đồng đội như thế này thì là 3 điểm mới được Trey Murphy. 3 điểm thành công dành cho Trey Murphy. Trận đấu của chúng ta trở về lại bàn xuất phát. Trey Murphy là một cầu thủ có tỷ lệ ném 3 rất ấn tượng, 40.6% qua cả mùa giải regular season. Và bây giờ thì tiếp tục là một pha phản công nhanh. Tác giả vẫn là cầu thủ mặc áo số 25 của New Orleans Pelicans. Timeout. Và gương mặt của Trey Murphy đã thể hiện sự tự tin cũng như gửi một lời thách thức đến đội khách OKC Thunder. Đối với tôi, đó là một tối hậu thư của Trey Murphy dành cho OKC Thunder. Cần phải cẩn thận khi cầu thủ này luôn biết cách xuất hiện ở trong những tình huống quan trọng nhất. Cổ viên đã là ói tiếng alley-oop. Alley-oop thành công dành cho Jason Hayes. Đúng chuyện. Ném 3 điểm đến từ Trey Murphy. Lại là Trey Murphy. Ném 3 điểm. Không thể tin được là Trey Murphy có thể catch and shoot tốt đến như vậy. Ingram đang là người được ra trọng trách. Chuyển bóng cho Valanciunas để ném 3. Và Valanciunas trong một tình huống ném 3 hiếm hoi của mình trong xuyên suốt cả một trận đấu. Đây là tình huống ném 3 đầu tiên nhưng nó lại thành công. Và đây sẽ là yếu tố tâm lý cực kỳ có lợi dành cho bên phía đội chủ nhà, như những gì mà bên Cường Đình đã nhắc về yếu tố tâm lý. Họ tới đây với tư cách là, nếu như chúng ta xét từ đầu mùa giải, là tư cách của một tanker, của một đội mà không ai nghĩ rằng họ sẽ bây giờ tranh đấu cho một vị trí vào playoff. Và một game đấu quá xuất sắc đến từ các cá nhân của OKC như Giddy, như SGA hay là Lu Dort, nhưng cũng phải đề cao tính tập thể của đội bóng này. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.